Cô cháu đang còn nóng hổi luôn. Cô chú thấy các bạn thấy là đang nóng không? Avec vous les. Combien? Combien? Oui, encore. Ouais, encore. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Tu veux goûter? Oui. Ôi, cháu nóng hổi luôn ạ. Là pas beaucoup, beaucoup. Và beaucoup? Non. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, un peu, c'est bon. Oui. Hello, Sang Thị Nở xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Sang vào bếp Sang nấu cháo gà, nhưng mà đặc biệt hơn một chút là Sang nấu cháo đùi gà. Cái đùi gà này Sang mua ở trong siêu thị á. Đó, nhưng mà đặc biệt đó là Sang nấu cháo đùi gà này mang ra cho các chú vô gia cư ở ngoài bìa rừng á. Đó. Hiện tại thì Sang nấu cháo cũng đã nhừ rồi đó. Rồi chuẩn bị sang mang ra cho các chú. Sang mang cái lần này á, là đi vào buổi chiều tối để hy vọng sẽ gặp được các chú đi làm về và ăn cái lúc này cho nó nóng nó ngon. Đó, sang quay cái màn hình vô đây cho mọi người xem. Đây là cái phần cháo đùi gà sang đã nấu xong rồi đây này ạ. Đây ạ. Cái đùi gà này là đùi gà trắng á. Gà trắng, không phải những cái đùi gà mà gà bắp mà sang mua như mọi khi. Đây là những cái đùi gà trắng mà người ta chỉ có cái phần xác, cái phần chân á. Đây như vậy, khúc khúc như vậy này các bạn này. Đó. Lần này thì sang nấu, sau đó sang không có quay chi tiết lần nào, cũng nấu cháo gà rồi nấu phở gà, cái gì cũng toàn là gà không, mang ra cho họ ăn. Thì bây giờ thì nấu sang có chuẩn bị sẵn hết rồi và nấu xong rồi mang ra cho họ luôn, bưng nguyên cái nồi luôn đó các bạn. Chắc chút nữa biết đó, cái nồi đầy như vậy không biết nó có đổ không ạ. Sang rất là no đó. Sang bỏ mấy cái hành ngò này vô, mình chỉ chuẩn bị sẵn hết rồi, trong này cũng bỏ tiêu vô trong này luôn rồi đó. Cô chú anh chị thấy sao nè, hấp dẫn không? Cái này bưng nguyên ra như vậy nó mới đã nè, đúng không ạ? Thơm lắm, rất là thơm. Thôi sang cứ làm cho chắc ăn, sang sẽ chuyển qua cái nồi mà sang bưng mọi khi á, tại vì cái nồi đó nó có nghiêng nghiêng bên này nghiêng bên kia, hoặc là nó sóc bên này bên nọ, nó cũng không đổ ra ngoài. Chứ cái này mà đổ ra ngoài á là khổ lắm luôn á. Đây, lần này sang nấu cháo thì nó đặc hơn lần trước, để cho các chú ăn húp húp húp, trời lạnh như vậy nó húp húp nó mới đã. Vậy nha cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở chỗ mấy chú vô gia cư nha. Thơm lắm. Nặng quá. Nặng quá. Bây giờ sang đang xuống dưới chỗ mấy chú. Không biết giờ này mấy chú đã về chưa nữa. Ở đây cháo nó vừa nặng mà hơn nữa lạnh lắm ạ. Cái hiện tại bây giờ tự dưng hôm bữa thì trời ấm không? Bây giờ trời lạnh trở lại rồi ạ. Có tuyết rơi ạ. Eo ơi, trời mưa luôn rồi. Tiêu rồi. Mưa này là mưa đá luôn á. Mưa đá mưa tuyết đó các bạn. Ê da. Tới đây sao mà chú mưa ở chỗ nào đây? Không có ai ở nhà không nữa. Đi nhanh lên, nó mưa ướt hết ạ. Biết có ai ở nhà không? À, có Đan ở nhà kìa. Bonjour. Hello. Hello, bonjour Đan. Bonjour Alex. Dạ, may quá, có hai chú ở nhà luôn. Dạ. Vì có Alex và có chú Đan ở nhà luôn. Bonjour, ça va?
C'est froid, hein? Oui, c'est froid. Très froid. Aujourd'hui, vous travaillez ou pas? Oui, oui, la visite. Ah, bonjour. Aujourd'hui, pas beaucoup de monde. Lại có thêm một người mới nữa. À, anh ta ở cái lều bên kia. À, con đứng xa xa ra chút. Dạ. Đâu? Anh ta ở cái lều bên này hả? Đâu? Cho sang xem. À, anh ta ở đây. Hôm nay mới gặp anh ta. À, hôm nay anh ta đi làm về á. Ôi. Hôm nay mới gặp ạ. Ôi. Vous connaissez? English. À, ok, c'est bon. À, hôm nay thì mình mang cháo ra đây cho mấy chú đây nè. Thì sang múc luôn cho mấy chú. À, vous avez avec le bon? Manger maintenant? Mange maintenant. Ça va? Oui, le bon. Soup. Bon, oui, le bon. Anh... Dạ, anh ta... Anh ta đi lấy cái chén mà không có đủ chén các bạn ạ. Đây. Et dan aussi? Này. Đây, thì show hả? Ở tôi... Chưa khởi bác hết show hả? Đây. Sang là múc nấu cháo đang còn nóng hổi luôn. Cô chú thấy các bạn thấy là đang nóng không? Chà, avec boulet. Combien? Encore. Chú vô cụt thế. Thôi, cháo nóng hổi luôn ạ. Nó pas beaucoup bon. Pas beaucoup? Non. Ouais. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, un peu, c'est bon. Oui. Voilà. Chú bị cái gì mà tay rung quá? C'est froid, t'as froid? Non, on peut oui. Et vous aussi? Oui, oui, oui. Dan cũng rất là thích luôn. Cháo đang ở nóng hổi luôn mọi người ạ. Đây. Dạ. Ui, mình có cái ghế mà. À, ở trên kia rồi. Chú viết nè. Chưa. Một tòa. Ici. Chúc. Dạ. Cho họ ngồi đi. C'est bon. C'est bon? Oui, oui, c'est chaud. Ôi, trời mưa rồi ha. Dạ. No, 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 c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Mình không có ngồi đâu. À. Trời mưa, mưa đá luôn rồi ạ. Rồi, cầu xin Chúa đừng có mưa nữa. Để gì? Bon appétit. Chắc súp Việt Nam. Họ ăn rất là ngon luôn cô chú anh chị và các bạn ạ. Con đừng có đạp cái chân. Non, non, c'est bon. Moi aussi. Je porte avec le chien aussi. Oui. Lần này ăn cháo gà thì chỉ có ba chú thôi, chứ còn một cái chú Bota thì đi lựa bia chai chưa có về. Monsieur là bác in parti. Bota in parti. In travail. Bota đi lựa bia chai chưa có về, còn mấy chú này thì về trước, cho nên là Ok. Bỏ cái nồi xuống đây đi. Để. Cái nồi xuống đây. Để đâu? Để. Nes, c'est bon? Dạ. Je le vide? Non, c'est bon. Oui, oui. Vous mangez. Vous mangez. Anh kia, anh không có cái muỗng luôn á. Anh không có cái muỗng. Ăn bằng cái quy gì? Ăn kèm thêm bánh mì vô nữa. Vừa mới đi làm về mà trời thì lạnh, tuyết thì đang rơi ra mưa đá, mà có được nồi cháo nóng như thế này ăn hơi bị đá các bạn ha.
Я могу пройти дела и я кос. Покрыл школа для полиции, мы в Унгаре. Cô chú, anh chị và các bạn ơi, họ ăn rất là tội nghiệp luôn. Sang phải quay mặt đi chỗ khác để cho họ ăn cho nó tự nhiên. Mọi người thấy là cháo nóng, họ còn kẹp thêm bánh mì vô nữa và cộng thêm thịt gà vô trong đấy. Thì mọi người thấy là họ ăn tới đâu mà nước mắt của mình nó ứ tới đó. Tại vì khổ quá các bạn ạ. Trời thì mưa đá, đang là mưa đá rập đó các bạn. Lạnh lắm. Hiện tại bây giờ là tự dưng thời tiết nó thay đổi á. Bây giờ là hôm bữa là trời 20 độ, 21 độ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nhiệt độ xuống còn ban đêm là trừ 3 độ, 4 độ luôn ạ. Lạnh lắm ạ. Đây, để mình múc tiếp cho. Merci. Encore. Non, merci. Non, merci. Oui. Encore le boulet aussi. Beaucoup, hein? Je vais vider maintenant, d'accord? Oui. Chú nói là chú có thể là bỏ vô cái nồi gì đó để đậy lại được không? Để mình lấy cái này nè. Lấy cái này cho chú nè, sau đó rồi. Được, cái này được á. Cái này bỏ vô nè. Chưa có rửa nữa. Rồi. Đây mình sẽ múc vô trong cái nồi này cho mấy chú nè. Các bạn thấy á, sang múc tới đâu là khói nó bốc ra tới đó, rất là nóng luôn á. Cái này mình vừa nấu xong ở nhà xong rồi mình mang ra liền. Tu vois encore? Oui. Oui. Anh ấy muốn. Thanh niên họ ăn nhiều hơn. Et vous? Non, c'est bon. Mấy chú lớn tuổi thì mấy chú ăn ít hơn anh thanh niên kia. Chú Bota chưa có đi làm về. Chà. Nóng lắm ạ. Khi mà tiếp xúc với họ được một thời gian thì họ bắt đầu trải lòng và bắt đầu kể những cái câu chuyện của họ cho mình nghe. Kể về cuộc sống của họ bên Romani và kể về vì sao họ lưu lạc qua đây các bạn ạ. Rồi từ từ Sang sẽ viết cho các bạn nghe những câu chuyện của mỗi người mà các bạn biết đó. Người vô gia cư họ đôi khi họ không đòi hỏi gì cả, chỉ cần một bữa ăn ngon, một bữa ăn nóng là họ cũng đã đủ và vui rồi. Mà ngộ lắm nha, khi mà họ gặp thấy mình vậy đó, các bạn biết là ai cũng dành nói hết, mỗi người nói một kiểu mà đến nỗi mà Sang không trả lời kịp, Sang không biết phải trả lời cho người nào luôn đó. Nhất là chú Dan tiếp xúc với mình nhiều cho nên chú trải lòng của chú rất là nhiều các bạn ạ. Ôi, chú nói là ở Romania thì cũng có ăn gạo nữa nhưng mà không phải nấu thèm xeo súc như thế này. Nhưng mà ăn như vậy thì chú thấy là ăn cũng gần giống như là nước của họ cho nên là ăn rất là ngon, rất là tốt cho bao tử.
cháo rất là thơm, cộng thêm hành ngò mình bỏ vô nữa, tiêu nữa. À, thơm lắm mọi người ạ. Mà ăn trong cái lúc mà trời lặn mưa như thế này á, thì hết mưa rồi ha. Tự dưng lúc nãy là mưa đá rấp 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 rấp, bây giờ lại hết mưa. Ăn trong cái lúc trời lặn như vậy thì quá là tuyệt vời. À, còn một cái chú này chú chưa đi làm về. Tí nữa chú đi làm về chú ăn. À, cái chú này thì chú có một cái đùi đùi heo. Chú nói là có thể đi vô trong này. À, máy quay phim có thể đi theo mình. À, chú nói là đây là những cái hộp xúc mà Sang đưa cho chú đấy. Cho nên là chú để vô trong cái hộp, cái thùng như thế này nè. Mọi người có nhìn thấy không? Ở đây. Đó. Chú cất ở đây. Vậy chú nói là chú đã chia ra cho những người khác rồi, 4 người. Các bạn biết không, họ mới đi làm về và đây là họ đang chuẩn bị cái bếp để hâm đồ ăn. Ừ. Đây. Đang là chuẩn bị hâm đồ ăn đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ may quá, Sang mang được cái cháo gà tới ngay cái lúc này, cho nên là họ rất là vui luôn, họ ăn luôn. Chú Đan không có biết, chú Đan hỏi Sang là những cái hạt giống này để làm gì, có phải là để ăn không, để ăn cho nó cay hay không. Thì Sang mới nói là không phải đâu, cái này là để trồng xuống dưới đất. Mà chú không biết, chú tưởng là để nấu ăn các bạn ạ. Chú Đan này rất là vui tính, chú nói là may mà gặp lại cô và tôi hỏi, chứ nếu không là tôi đã bỏ vô cái nồi súp hoặc là bỏ vô một cái món gì đó. Tôi làm cái món cay ăn rồi, may mà có cô ở đây. Tôi không biết cái này là để chồng các bạn. Đó, một cái câu trả lời, một cái câu nói rất là dễ thương và đáng yêu, đúng không ạ? Tuy là chú lớn tuổi nhưng mà chú rất là thật thà, không có giấu giếm gì cả. Có sao nói vậy đó ạ. Hôm nay là Sang gặp được cái anh trẻ này. Sang tới đây rất là nhiều lần rồi mà đây là lần đầu tiên Sang mới gặp anh ta. Để từ từ Sang sẽ hỏi tên xem như anh ta tên gì ha. Anh ta đang là nói chuyện với cái người đồng hành cùng với mình. Sang phải chờ anh ta nói xong thì mới ngắt lời anh ta được. Để Sang hỏi xem cái anh thanh niên này anh làm cái nghề gì ha. Khi mà hỏi về công việc của anh ta thì cái câu trả lời của anh ta hiện tại bây giờ là ai kêu gì thì anh ta làm cái đó. Có khi một tuần anh ta làm được một ngày, thì một ngày như vậy thì anh ta kiếm được 50 euro thôi, có thể để sinh sống cho cả tuần. Người nào mà kêu cho anh ta làm được 1-2 ngày hoặc 3 ngày gì đó thì anh ta lại có được công việc, thì lại có được tiền chi trang trải cho những ngày khác đó các bạn. Anh ta là không, công việc không có đồng đều. Và đã là vô gia cư thì sẽ không chừa một ai. Ngay cả già, trẻ, lớn, bé gì cũng có thể trở thành vô gia cư. Không phải cứ là thanh niên thì sẽ không vô gia cư. Không phải như vậy đâu ạ. Vô gia cư họ không có chừa bất kỳ một người nào. Mà hơn nữa là cuộc sống đưa đẩy các bạn không có sự lựa chọn. Cái anh thanh niên kia thì anh cần có một công việc ổn định á, để anh có xin được giấy tờ, anh mới nộp giấy tờ để anh xin. Hiện tại không có công việc ổn định, chỉ làm ba cọc bao đồng á. Hôm nay làm được hôm nay làm được bữa này nhưng mà ngày mai lại không có việc làm. Nhưng còn mấy chú lớn tuổi kia là đi lượm ve chai và đi xin ở trên đường á. Đấy. Còn khỏe hơn thì họ đi tìm những công việc làm giống như là làm chui á các bạn, người ta kêu làm gì thì làm cái đấy á. Anh ta còn trẻ cho nên anh ta không có đi lượm ve chai. Mấy người lớn tuổi như vậy thường thì họ đi lượm ve chai hoặc là đi xin ở trên những cái con đường á các bạn. Mời cô chú anh chị và các bạn đón xem phần tiếp theo của Sang nha.